Xin chào các bạn, mình đang đứng trên khu vực cầu Khánh Hội để chuẩn bị đi vào khu vực quận 4 nha các bạn. Lúc này nắng Sài Gòn đang di chuyển trên khu vực quận 4 và đang quẹo trái vào đường bến Vân Đồn nha các bạn. Video này sẽ đưa các bạn đi dọc ngang một số con phố ở khu vực quận 4. Mình sẽ dắt các bạn đi qua khu vực đầu tiên, đó là khu vực phố Ốc nha. Phố Ốc đường Vĩnh Khánh nha. Và rời khỏi khu vực phố Ốc Vĩnh Khánh, mình di chuyển theo con đường Hoàng Diệu để tiến qua khu vực hội chợ Hoa và hội chợ thương mại nha. Và trước mặt các bạn đó là khu quảng trường ở đường Khánh Hội và mình đang đi ra phía sau để tiến đến khu vực hội chợ nha các bạn. Và đây mình đã gửi xe và đã đi vào khu vực hội chợ. Rất là nhiều hàng hóa nằm ở khu vực này, đó là khu vực bán hàng đồng giá. Và dọc theo con đường này rất là nhiều gian hàng tham gia hội chợ nha các bạn. Các bạn cùng xem với mình nha. Các quầy hàng đồng giá này sẽ có các giá từ 10.000, 20.000 đến 39.000. Và một số mặt hàng cao cấp thì các bạn phải coi giá nha. Tại vì các mặt hàng đó sẽ không có bán đồng giá nha các bạn. Thank you.
quay này là quay có thể in cái hình của mình lên chiếc áo nha các bạn. À, khá là lạ nha. À, mình cũng chọn được cho mình một chiếc nón bảo hiểm với giá là 50.000 để làm quà cho người nhà. Và mình xin phép ngừng video đây. Cảm ơn các bạn xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.